Xin kính chào toàn thể các bác. Vừa về hàng trong đêm. Hôm nay em giới thiệu các bác là cái mẫu củ loa check 750. Đấy, tức là côn là 74.4. Đấy, nhưng mà nhiều các bác bảo đây là DE 900. 900S 950. Thì em chả biết là cái mã này nó như thế nào. Chỉ biết con này là nó có mấy đời. Thứ nhất ý, đời đầu tiên, đời cao cấp nhất ý, thì nó đắt cực kỳ luôn. Nó là vào gần 4 triệu một đôi. Còn cái mẫu hôm nay em giới thiệu thì nó sẽ rẻ tiền hơn rất nhiều. Rẻ hơn gần triệu. Rẻ hơn gần triệu so với cái mẫu hơn 4 triệu một đôi. Các bác nhé. Con này là củ... nếu mà đọc theo đúng cái mã của hãng ý, thì là củ này là củ... DE 950 TN. Các bác nhá, DE 950 TN. Nếu mà đọc theo đúng cái mã của nhà hãng thì em sẽ về em tháo luôn ra đây các bác cùng xem. Xem là cái sản phẩm này nó có cái gì bên trong mà nó lại đắt lên thế. Được không ạ? Như là củ kia thì là nam châm của nó sẽ nhiều hơn. Còn cái củ này thì nam châm nó sẽ ít hơn. Đúng một viên nam châm thôi. Và cái chất lượng của nam châm này so với nam châm kia nó cũng khác nhau khá là nhiều. Đấy, chất lượng của nam châm nó khác nhau khá là nhiều. Về cái đặc tính kỹ thuật của cái dòng củ như thế này các bác đang xem nhé, thì là nó được búp cái giải trung âm tầm thấp, tức là từ 700 đến từ 600 đến 800 mét là nó sẽ được tiếng dày hơn là cái củ như lần trước em có giới thiệu ấy. Một tí các bác nhé, con này tiếng nó sẽ dày hơn. Và đây cái ốp của nó này, đây là cái côn của nó này. Đấy, đây là côn này. Côn này là côn dây nhôm dẹt. Dây nhôm dẹt. Cuối của nó đây, ba khe viền đồng. Ba khe viền đồng nha. Đấy, ở trong này nó có độn hai miếng ấy. Hai miếng nhựa để kê cái côn này nó cao hơn. Đấy, kê côn cao hơn, tăng được khối lượng mạc. Em cũng bỏ luôn hai cái miếng nhựa ra. Đã quay một hát gì cái. Đây là cái củ tre các bạn nhé. Đây là cái cối của nó này. Em sẽ lấy thử một củ đang có sẵn ở đây. Củ nó đây thì phải. Đúng rồi. Củ đây, em đang có sẵn ở đây. Củ này là củ 2 inch. Củ này là củ 2 inch. Các bác nhé. Độ dày của hai củ này nó khác nhau. Các bác nhìn này. Từ mép này đến dưới này nó có một tí thôi. Nhưng con này từ mép này xuống dưới này nó dày hơn. Đấy. Và cái độ cao. Bây giờ bỏ côn ra một bên nhá. Độ cao này của cái ốp này nó cũng cao hơn. Tức là các bác nhìn hình dung này, thì con này nó sẽ dày cao hơn. Con này nó sẽ mỏng hơn. Về đặc tính kỹ thuật như này là các bác đã biết rồi. Nhiệm vụ của hai con này nó khác nhau hoàn toàn. Một con ý, thì là nó chuyên dùng cho các dòng như là Homelander này. Thì nó không cần cái củ loa nó phải thật sự là dày, hay là âm tiếng, hay là tiếng nó nhiều tiếng trung âm làm gì. Nó chỉ cần cắt là 1.8 trở lên, hoặc tối đa là 1.5, 1.5 trở lên. Thì cái củ này nó thừa sức nó đáp ứng được. Côn thì như nhau nhá, côn thì như nhau. Dây côn có khác cái là cái mảng côn của nó khác nhau. Cái củ này ý, thì nó sẽ đi cùng với là những cái loại họng kèn Naray. Không biết ở đây em còn, đây còn họng kèn Naray loại này. Cái loại như thế này này, nó đang bị kém cái giải trung âm. Nếu như các bác yêu cầu cắt sâu ấy, là tầm 1.2 thì con này có thể đáp ứng được với cái họng kèn này. Hoàn toàn có thể đáp ứng được với họng kèn này. Tức là cái củ này này, nó đi cùng với họng kèn này, thì là nó mới là ra được cái chất của nó. Còn khi họng kèn này kết hợp với củ này gọi là tương đối thôi. Tương đối thôi nhá. Cái củ gọi là neo liền khối này này. Neo vòng nhá. Em hay gọi là neo vòng. Kết hợp với cái home check, home nail này này, thì nó gọi là tạm chấp nhận được. Như bên em làm thì nếu mà nắp vào H1, H15 tạm chấp nhận được. Còn cái củ gọi là 900S này hay là 950S này mà các bác kết hợp cùng với Home Nail Array này,
họng kèn nai này, nắp vào H1-212, nắp 1-215, nó mới gọi là chấm hết luôn, nó mới khai thác được tối đa cái khả năng trình diễn của cái họng chiếc kèn này, gọi là khả năng trình diễn của một cặp loa hoàn chỉnh. Nên là tại sao con này nó đắt hơn, thứ nhất là cái chi phí sản xuất ra những cái này nó đắt hơn. Côn loa thì như nhau nhá. Đấy, chúng ta sẽ không kể về cái home acid, tức là cái cối họng của nó là bao nhiêu inch. Chúng ta chỉ cần nói về cái thông số đặc tuyến thôi. Như cái dòng này ấy, bên thương hiệu BNC mà chính hãng ấy, thì cối này ấy, thật sự có bao nhiêu cái cối này nó dày hơn rất là nhiều. Và cái miệng này thường thường là BNC là họ sẽ làm họng 1 inch thôi, à 1.4 inch thôi. Cái này là họng 2 inch. Đấy, con này là 1.4, con này là 2. Đấy. Tất cả thì mỗi hãng họ làm một kiểu, mỗi nhà máy ở bên Trung Quốc họ làm một kiểu. Cái củ này nó chỉ phù hợp cho những cái home check kèn Narai yêu cầu cái giải trung âm phải thật dày thì mới dùng. Còn các bác nắp cái này vào ví dụ loa hỏa tiễn cũng được thôi, không vấn đề gì cả. À, có mỗi cái là các bác có điều kiện thì các bác cứ chơi, còn bên em khuyên các bác là không cần thiết này nhá. Chính là cái ốp này nó còn che được cả bên ngoài, thấy chưa, che luôn cả bên ngoài. Cái ốp này này với cái ốp này này nó chỉ là phụ trợ thôi. Cái ốp này nó sẽ làm cho cái khối lượng bên trong này nó dày hơn, nó khoang này nó lại có thêm một khoang nữa. Đấy, nó có thêm một khoang không gian ở trong này nữa, nó sẽ cộng hưởng tạo ra cái tiếng trung âm dài hơn, âm tiếng hơn. Đấy các bác nhá. Đây là giải thích cho các bác là các bác nên lựa chọn loại nào. Cái củ này thì bên em đang bán là 3.2 triệu bao ship cho các bác. Còn củ như thế này mà nam châm của nó đủ viên bi hơn, tức là hàng xịn, hàng cao cấp ý, thì là nam châm của nó dài ra bằng khe ngoài này này. Với thứ hai nữa là nó nặng hơn, và nam châm của nó sẽ xịn hơn, nhìn màu nó sẽ đẹp hơn cái này ý, thì nó sẽ đắt hơn các bác nhé. Con này nhìn nam châm gọi là tương đối đẹp thôi. Thật ra nhiều cái nam châm này các bác nhìn nó xếp này, xung quanh này này, nó chưa được kín đâu. Ví dụ các bác lấy cái cổ này về các bác chơi, hay là các bác nắp vào loa ấy, ví dụ các bác bắn chặt ốc ở đây nha, các bác phải dán một cái cuộn băng dính. Ví dụ như cái băng dính này thường thường bán thì em sẽ một là dán luôn, hai là em sẽ tặng cho các bác cái cuộn băng dính này, các bác dán xung quanh viền này, hoặc là các bác dán băng dính trắng được, băng dính đen được, các bác cứ dán băng dính xung quanh cái viền khe này. Để nó có nhiệm vụ gì, để nó là có những nhiệm vụ là không để cái hơi ý, nó nọt vào trong giữa cái màng này, và nó khi các bác đánh công suất lớn, áp suất hơi lớn ý, thì cái hơi đó nó sẽ nọt luôn qua cái khe này. Đấy là em nói thật luôn. À, tại vì sao em có cái kinh nghiệm thế, bởi vì một vài cái đời củ loa hàng bãi xịn, như ngày trước em có buôn hàng bãi, em đã gặp phải một vài củ loa ấy, nó dùng neo bi, và khi tháo cái củ trước ra ấy, thì là họ quấn cái băng dính hai mặt vào đây này, họ quấn một lớp băng dính hai mặt đúng một vòng thôi, thì em không biết là quấn vào để làm gì. Đấy, thế là thấy nạ nạ để bóc ra nắp vào loa đánh thử, nhưng mà lúc sau là nghe có cả tiếng gió nó trong cái họng kèn nó nổi ra, thế nó lúc sau lại phải tháo họng kèn ra quấn giả cái băng dính như thế, quấn băng dính khác vào, còn băng dính cũ nó bong hết rồi. Đấy, sau nắp lại vào thì lại không có tiếng gió trong họng kèn nữa, bắt đầu rút kinh nghiệm sâu sắc. Đây là một cái chia sẻ, nếu như các bác đang dùng củ loa loại neo bi bất cứ một thương hiệu nào, cứ neo bi phải quấn băng dính xung quanh này, nha, phải quấn băng dính xung quanh này, neo bi nó có khe hở mà. Các bác nhìn đây này, thấy luôn, thấy chưa? Đấy, có luôn cái khe hở. Đấy. Bây giờ nếu như giải thích này các bác không tin ý, các bác về làm như này cho em. Các bác ví dụ cái loa của các bác đang hoạt động bình thường, đây em sẽ mô phỏng lại như cái loa ban đầu nha, như cái loa hoạt động bình thường. Đấy, các bác đậy vào, coi như là một cái loa nguyên zin chưa làm gì. Đấy. Sau đó là các bác bịt cái khoang dưới này vào, ví dụ đặt lên trên bìa cái gì hay là lên cái đệm cao su gì ấy, kín vào. Đấu gì tín hiệu ở đây, xong là nghe xung quanh các khe này, nó có tiếng phát ra,
có tiếng phát ra ở cái khe này là hở, được chưa? Còn không có tiếng phát ra ở các cái khe này là kín. Ví dụ như củ này úp ngược lại, làm như vậy các bác không thể nào nghe thấy ở đây, bởi vì đây nó nguyên cả một khối, gần như là nguyên một khối hoàn chỉnh rồi, nó không có hở thì làm sao có tiếng ra được không ạ? Nó là như thế. Ok, chia sẻ kinh nghiệm đến đây là kết thúc nha các bác nhé. Các bác nào quan tâm đến cái dòng củ này, alo cho em. Mọi niên cũng thích cái loại củ như này, alo cho em. Củ này bên em